Khi người chờ, biết rằng điều duy nhất mà mình chờ đó là chờ cho cái cơn chờ này nó qua đi. Không có một tương lai nào cả cho cuộc tình này. Chỉ còn một người cố chấp yêu mà giữ lấy một cơn mưa trong lòng cho đến khi ướt hết cả thân tâm. Trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình, anh giờ đã như mây giặt trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm. Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn, đã xóa nhòa những bước đi, tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hơi cánh mây giang hồ, ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu, biết chăng tình em mãi luôn chờ. Em không tin là anh đã bỏ rơi em. Em biết là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Và em sẽ vẫn ở đây chờ đợi anh. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời anh. Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi, nay một cây phương trời. Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày, cô đơn lạnh lùng. Anh còn nhớ khi xưa tình yêu đâu rồi, anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình son phấn quên đi bao kỷ niệm bên nhau với tình yêu ngất ngây. Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hơi cánh mây giang hồ, ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu, biết chăng tình mừng diễn viên Minh Khuê. Mưa trên biển vắng là một bài nhạc tình có thể nói là xuyên thế kỷ. Tất cả mọi người đều yêu thích ca khúc này, và mỗi khi trong lòng có một cái gì đó hoài niệm chơi vơi, người ta lại tìm về ca khúc này như là một cứu cánh. Và trong phần trình diễn vừa rồi, diễn viên Minh Khuê đã cho thấy tình yêu chính là nguồn sống của cô, và cô đã đánh mất đi nguồn sống này và đã chơi vơi giữa biển với những giọt mưa.
Chị có cảm giác như thế nào khi chị trình bày bài hát này ở đây? Đây là ca khúc mà Minh Khuê được nghe từ lúc còn rất là nhỏ của danh ca Ngọc Lan. Và Minh Khuê rất là yêu thích giọng hát của cô. Nó giống như là một cái nôi ấy. Thì khi mà mình lớn lên ấy, ca khúc này nó cũng thấm ở trong cái tâm hồn của mình. Và ngày hôm nay khi mà có cơ hội phù hợp với cái sân khấu này, khi được trình bày ca khúc này thì Khuê cảm thấy rất hạnh phúc. Xin được mời ca sĩ Ngân Quỳnh. Minh Khuê ơi, Minh Khuê rất là thông minh khi chọn cái bài hát này. Là vì đối với một cái dáng hình nhỏ bé khi mặc một bộ đồ cô dâu, mặc một cái áo cưới cô dâu, đứng trước biển để chờ đợi một tình yêu vô vọng. Nói chung là Minh Khuê trình bày cái bài hát này rất là đạt. Nhưng riêng cái phần điệp khúc đó, Minh Khuê thiếu một chút khát vọng. Đó, một chút xíu đó thôi, chứ còn là bao nhiêu là Minh Khuê là làm rất là tốt. Vòng này thì Minh Khuê hát tốt hơn, đỡ run hơn, càng ngày càng trưởng thành, càng lớn lên, rất là mạnh mẽ. Từ trong giọng hát, từ trong cái nội lực của mình, giọng của em nó ngọt ngào mà sâu lắng từ đâu vặn lại vậy, tôi nghe có như là xoáy vào tim mình vậy. Rất là đẹp, rất là tình cảm. Mà Minh Khuê hôm nay lại diện trong bộ vest trắng giống một tiên nữ ha. Mà đứng trên biển và hát rất là hay, tuyệt vời lắm Minh Khuê ơi. Chúc mừng em nha. Em cảm ơn anh ạ. Cái điều mà Ngân Quỳnh thích nhất ở đây là sân khấu, mang đến niềm cảm hứng cho ca sĩ và nghệ sĩ. Ngân Quỳnh đã từng đứng trên sân khấu hầu như là hát trước 1000 khán giả. Không sao hết trơn mà đứng trên sân khấu này rung cầm cập luôn. Phải công nhận là rất là hồi hộp, cộng với thăng hoa là vì tất cả những cái dàn dựng đã làm cho mình cuốn hút và là mình nghĩ mình là nhân vật trong bài hát luôn. Dạ, đúng ạ. Hôm nay là chỉ có lời khen Minh Khuê thôi, sẽ không có những cái gì chê. Và chỉ muốn hun đúc thêm tinh thần của em. Tại vì á, khi mình đã vượt qua được cái sự run rẩy hay là một cái khó khăn nào đó trong cái quá trình mình hát, thì mình đã tiến lên được một bậc rồi đó. Giống như mình thi và mình được qua được cái lớp đó rồi đó. Bây giờ tới cái lớp khác khó hơn. Hôm nay là em trưởng thành, từng cái cảm xúc khi mình hát nó có. Mà em phải cảm ơn sân khấu hôm nay làm cho em lung linh như một nàng tiên nữ thật sự. Dạ, đúng ạ. Dạ, trời ơi, nhìn vô là cái cảm xúc dâng trào rồi, ai cũng muốn bước lên đó để đứng và để được hát giống như chị Ngân Quỳnh nói. Thì thôi chúc mừng em ha, hôm nay là chỉ có điểm cộng thôi chứ không có điểm trừ. Thực sự mà nói, đây là một tiết mục về dàn dựng lần đầu tiên mà em không phải tập trung vào phần diễn xuất chung quanh, chỉ tập trung vào hát. Rõ ràng là em đã tập trung rất là nhiều vô cái cảm xúc. Với một không khí đẹp như vậy thì cái cảm xúc nó cũng làm cho mọi người cuốn theo. Chỉ có một điều như vậy nè, anh sẽ khó hơn một chút. Tại vì em là diễn viên thì cái đoạn mà em thoại, em nói về cái nhân vật lúc mà nhạc giữa. Em không tin là anh đã bỏ rơi em. Em biết là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Và em sẽ vẫn ở đây chờ đợi anh. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời anh. Thì có hai điều em lưu ý. Thứ nhất là cái đoạn đó anh nghe chưa có cảm xúc nhiều. Nếu mà em là một cái người diễn viên mà có một cái giọng đẹp như vậy thì cái chỗ đó em phải nói hay hơn, để cái cảm xúc nó tràn về. Và nó vừa hết cái câu nói của em thì nó vô cái câu kế tiếp của bài hát, nó phải đắt hơn. Thứ hai là anh có cảm giác như là cái bài này phối có nhiều lúc nó phải thanh và nhẹ hơn một chút. Mưa trên biển vắng, anh muốn nó làm cho cái âm thanh nó cô đơn hơn, nó thanh vắng hơn và nó nhói hơn đó. Thì cái âm thanh nó lại hơi vang nhiều quá, thì cái âm nhạc nó lại hơi vui. Cái này thì nó ở một lĩnh vực xa hơn, nhưng mà một người nghệ sĩ thì sau này em sẽ biết một cái bản phối nó quyết định thế nào đến cái việc một cái bài hát nó nâng lên. Anh hy vọng là cái ý kiến của anh sẽ góp cho em, mai mốt em có một bản phối em sẽ lưu ý hơn. Cảm ơn em. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo và xin chúc mừng diễn viên Minh Khuê. Trong đời sống sinh hoạt của người dân làng chài, không thể thiếu những hoạt động vui chơi giải trí, bóng chuyền, hò khoan, chèo thúng, đàn guitar. Làm ăn say, chơi cũng phải hăng say. Chính những điệu hò, tiếng đàn đã mang lại một mặt sống, tạo nên sự gắn kết cộng đồng trong sinh hoạt và trong sản xuất trên biển. Tuy nhiên, tiếng đàn có khi vui, cũng có khi buồn. Như là anh đẹp trai hơn, em có thấy như thế không? Dạ thấy. Em thấy anh đẹp trai hơn nhiều thiệt. Thế mới xứng đáng làm chồng tương lai của em chứ. Nhớ em quá. Mà hình như có mùi đồ ăn thơm thơm. Em mang cho anh phải không? Thôi mà. Ủa heo quay này. Đúng món anh thích luôn. Trời ơi, thấy giòn rụm luôn nha.
bánh phu thê à? Ơ, sao lại có bánh này nhỉ? Làng mình đứa nào có tin hỉ chăng? Anh đoán nha, có phải thằng Thắng không? Thằng Thắng cưới con Nhung phải không? Hai đứa này nó nhanh dữ thần ta. Dạ không phải. Hay là đám cưới của con Trâm. Bác. Má. Con chào bác ạ. Con đang định cất đồ xong là con sẽ qua thăm bác nè. Chà, lâu ngày gặp lại bảnh bao hen. Dạ, con vẫn vậy thôi ạ. Chắc bác... cậu thắc mắc cái chuyện Trâm nào trong cái làng này đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới nghĩ là làng mình có một em Trâm mà sao tự nhiên lại bác lại nói là em Trâm. Thì con Trâm con của bác chứ ai? Chứ không phải con và Trâm đang yêu nhau, hai bên gia đình đã. Ý của con nói á là hai đứa đã hứa hôn với nhau từ nhỏ đúng không? Bác ép duyên Trâm hả bác? Anh thôi đi. Nghe chưa? Tất cả những chuyện này không phải là má em ép uổng gì em hết đó. Đó. Hiểu là rồi. Là em tự quyết định. Nghe rõ chưa? Mà đây á cũng là quyết định sáng suốt mà, đúng không? Má, con xin má, má cho con được tự quyền quyết định chuyện này. Con giải quyết riêng với anh nha má. Ừ. Nè, cái chuyện duyên của nó là tôi không ép. Còn cái chuyện mà nó đem đồ ăn qua đây cho cậu là tôi ép. Bị nó không biết nói sao để mở lời với cậu cái chuyện nó cưới hỏi. Đem đồ ăn qua như thế đó đó mà cậu cũng không có hiểu làm sao. Trâm. Em biết là anh thương em nhiều. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thương em giống như là anh thương em vậy. Thậm chí là người ta có thể lo cho má em chữa bệnh nè, trả nợ cho ba em. Rồi người ta còn giúp cho mấy em của em ăn học tới nơi tới chốn nữa. Em xin lỗi anh. Anh hiểu cho em nha anh. Em tin là với một người tốt như anh á, rồi sẽ tìm được một cô gái xứng đáng mà. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn. Buồn ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao thề nguôi. Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tiếng đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn giận đời đổi trắng thay đen,
giận đời trở như bàn tay. Chuyện của hai đứa mình đã là quá khứ rồi. Anh cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra hết. Hoặc thậm chí anh có thể như hai đứa mình chưa bao giờ quen biết nhau. Hoặc là thậm chí anh cứ coi như là em chết rồi đi. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn giận đời đôi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn giận đời đôi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Xin chúc mừng MC Tuấn Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Chị nghĩ sao thưa chị Đông Đào? Trong cái bài này á, Tuấn Anh có một cái tư duy diễn là một cái kịch bản khá là ấn tượng. Thì cái bài hát này hôm nay em hát tương đối cũng khá. Chưa bao giờ mà khen em hoàn toàn, đúng không? Tại vì sau những tập trước mình hát mình cứ bị một chút gì đó, bài thì nó bị hơi lố cái cảm xúc, bài thì lại bị thiếu. Tuy nhiên trong các ca khúc này thì em làm nó cũng tương đối vừa phải. Mình không nói nhiều, mình cho bạn điểm rất là cao. Bởi vì cái sự hài hước duyên dáng, cái sự chạm vào trái tim. Bạn làm hài cũng hay mà bạn làm bi cũng hay luôn. Và hát thì theo mình đó là cái phong cách, cái cá tính riêng của bạn, mới là con người của bạn. Và mình hoàn toàn ủng hộ. Hôm nay tiết mục của anh Tuấn Anh đã làm em cảm thấy rất là cảm xúc. Cái đoạn đầu mà anh chuẩn bị mà xém khóc, lúc đó em lo sợ, nghẹn ngào ngay cái chỗ đó. Nhiều khi nó sẽ đẩy cái chữ đó nó đi sai đi cái nốt nhạc. Nhưng mà do cái kinh nghiệm dày dặn sân khấu của anh đã làm được tốt cái điều đó. Khi nghe Tuấn Anh trình diễn xong, em thương cái nhân vật này lắm. Thực sự mà nói, có nghĩa là em thành công. Em đã truyền tải được cái câu chuyện. Anh rất là thích cái hình ảnh cuối cùng, khi mà cái lưới nó rơi xuống. Nó cũng giống như cuộc tình của em trong cái lưới đó. Em không có lối thoát. Anh nghĩ em một người thông minh. Mới tập trước đây cho anh rất là nhiều nụ cười. Và anh thấy đúng là thú vị ở mỗi một phiên bản các bạn mang đến cho anh nha. Mỗi một bạn có một cái thế mạnh riêng, anh tạm thời gọi là sự khác biệt. Nếu em tiến tới sự độc bản đó thì quá tuyệt vời. Có là chỉ có em mới làm được điều đó thôi. Thì trong hai cái vòng vừa rồi em làm được cái điều tách biệt hẳn các thí sinh khác. Có là em đưa câu chuyện của em trực diện vào trong bài hát. Chỉ có trong cách hát của em có những đoạn em tư duy, em nên tiết chế lại một chút. Hát cái bolero là hát bằng chiều sâu nhiều hơn là hát bằng cái cách mà mình thể hiện rõ ra ngoài quá. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Chứ đừng có nhấn. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái. Em hay bị những cái đó đó. Thực ra đó, cái cảm xúc đó cũng nên có, nhưng mà ít ít thôi. Vừa vừa phải trong bài hát thì nó sẽ tạo điểm nhấn cho bài hát mình. Còn lại là những cái bồng bềnh, những cái chiều sâu, những cái sâu lắng thì nó chạm trái tim nhiều hơn.
thì chị nghĩ rằng khi cái ý kiến của chị trong cái bài hát này thì em sẽ có những cái suy nghĩ dành cho những bài hát sau nếu như em hát bolero tiếp. Em biết được đặc điểm nổi trội của em là đưa cảm xúc vô trong từng cái lời, chứ em không hát mượt mà như bằng người khác, nên em không chọn cái cách như cô Đào nói. Nhưng mà đúng là cô Đào nói có cái ý đúng, có là mình tiết chế lại lúc nào mình đưa vô bằng cách diễn xuất trong câu hát. Nhưng mà có những đoạn mình hát nó cảm xúc mà nó nhẹ hơn, có nghĩa là cái phần thoại và cái phần hát của em á, nó cần phải đời hơn một chút. Anh nghĩ là do cái cách mà em dẫn chương trình á, quen rồi, nên trong cái thoại của em nó có cái dẫn, nhưng mà trong kịch nó như vậy thì nó không có chân thành. Nhưng mà anh rất là khen ngợi Tuấn Anh trong cách hai cái vòng vừa rồi, em tìm ra được cái chìa khóa trong cái cách đi của em. Chứ nếu mà em hát mượt mà cái kiểu uyển chuyển sâu lắng thì không phải là Tuấn Anh trong hai phiên bản vừa rồi. Nên dù sao anh rất là thú vị với các bạn đã mang lại cho anh những cái phiên bản khác nhau. Anh có một cái niềm tin rằng càng vô vòng sâu, các bạn sẽ cho quý vị rất là nhiều món ăn tinh thần rất là bổ ích. Cảm ơn em. Ở trong MC Tuấn Anh nó có những cái điểm ấn tượng là em một cái chàng trai điển trai, dù là em làm hài hước hay là một cái gì buồn nó cũng đáng xem, bởi vì ánh sáng sân khấu em rất là sáng, chỉ cần tiết chế giọng hát lại nữa thì em nó thật tuyệt vời. Xin cảm ơn các giám khảo đáng kính của Tình Bolero 2022 và chúc mừng MC Tuấn Anh. Hãy thử tìm hiểu về nhảy múa để giải phóng hình thể của mình. Đó là lời khuyên mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh đã dành cho diễn viên Kỳ Nam ở những vòng thi trước. Với tinh thần cầu thị, anh ấy đã luyện tập rất nhiều cho tiết mục của tuần này trên nền nhạc của một siêu phẩm vượt thời gian của tác giả Song Ngọc, Đàn Bà. Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần hơn. Đàn bà ơi, đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao? Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay? Ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời ơi, đàn bà ơi. Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lạnh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần hơn. Đàn bà là ngọc ngà trăng sao, ôi đàn bà lại là con dao
làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chuông cay. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một đời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời ơi đàn bà ơi. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Xin chúc mừng diễn viên Kỳ Nam đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý ban giám khảo, với rất nhiều những vòng thi trước, anh chàng này chỉ đứng thôi, không nói một tiếng nào hết. Nhưng mà hôm nay thì có thỏ thẻ ở bên dưới là cho Nam được nói một lời cảm ơn với quý vị ban giám khảo. Xin mời anh ạ. Cái này không phải gọi là cảm ơn nữa à, mà phải gọi là sự biết ơn. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến em Hạc Đáng Kính ở đây ạ. Em biết ơn vì được xuất hiện tại nơi đây, được xuất hiện trong chương trình Tình Bolero là một thử thách rất là lớn. Trước khi em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể được hát Bolero, huống chi là được những vị giám khảo rất là nổi tiếng ở đây góp cho em những lời vàng lời ngọc, những người bạn, những người thầy hỗ trợ em. Em cảm thấy là mình quá được nhiều rồi. Đây có lẽ là phần thưởng lớn nhất trong cái cuộc thi Tình Bolero của em. Em xin cảm ơn ạ. Xin được mời những nhận xét đến từ giám khảo Ngọc Sơn. Chào Kỳ Nam, tôi nghe giọng hát em đẹp, đẹp thực sự, đẹp lắm. Có độ rung nó rất là mềm mại, rất là nhuyễn. Nó ở mức độ vừa phải. Em hát như là một cái sự chân tình của em, nó tỏa lên mà tôi thấy được cái điều đó. Rồi những bộ diễn xuất hoặc tất cả những cái vũ đạo mà em đã tập luyện tạo nên cho em một cái con người rất là đẹp và giọng hát tuyệt vời. Khen với phần cá nhân của Ngọc Sơn rằng tiết mục em rất tuyệt vời và hoàn hảo trong trái tim tôi. Chúc mừng em. Chị lại không đồng ý với Ngọc Sơn một cái điểm. Giọng em tốt, nhưng mà em thiếu giữa câu và cuối câu. Em phải ngân một chút xíu. Em hát cắt cắt cắt, cuối cùng em mới có ngân. Không phải em không biết ngân, nhưng mà tại em nghĩ là cái lối trình diễn của em như vậy. Và cái thứ hai, cô muốn nói với Kỳ Nam, cái đoạn mà ôi đàn bà, em phải đau khổ một chút xíu nữa nó mới hay hơn. Nhưng mà có một cái điểm ưu điểm cho em là em hát mà em diễn á, trong lúc em diễn tôi lại thấy hình ảnh một người tài tử quá đẹp, quá xuất sắc. Cái màn dàn dựng tốt, âm nhạc tốt, phần hòa âm tốt. Và cô chỉ khuyên em có chút xíu ngân chút xíu, và cuối câu của em đó thì quá tốt rồi. Cảm ơn Kỳ Nam rất nhiều. Thực sự ra thì với anh nha, anh vẫn thấy ở Kỳ Nam có một cái gì đó mà anh rất là muốn khai thác hết. Vì em có tố chất một người nghệ sĩ. Nhưng mà rõ ràng là em nói một câu mà anh cũng thích, đó là em tới đây để em học. Và rõ ràng là anh có nhiệm vụ phải cho em nhiều bài học hơn nữa. Em là cái người có những bản phối rất là hay ở trong chương trình, nhưng riêng bản phối ngày hôm nay không hay. Với anh, không hay là sao? Đã phối để mà khiêu vũ á, thì những cái đoạn đầu, những cái đoạn giữa, những cái đoạn cuối là phải bốc lên, cảm xúc lên. Những cái đoạn đó cho phép mình làm. Còn trong lòng câu hát đó, như chị cô vừa nói, thì cái đoạn nào để chúng ta ngân, chúng ta hát phải tính. Thì cái bài này anh có cảm giác là em chỉ có ý tưởng và ý đồ thôi, còn thực hiện nó với cái việc và thực tế nó đang có một khoảng cách. Nhưng mà dù sao anh rất là ghi nhận sự cố gắng của em trong tập này ha. Thực
ở dưới. Xin được chúc mừng diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng đã hoàn thành phần thi của mình để có thể chính thức khai màn cho tình Bolero 2022. Và ngay bây giờ chắc là phải mời ngay một vị giám khảo đầu tiên. Cho phép em được mời nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Xin chào quý vị khán giả của Đài Vĩnh Long, đặc biệt là chào các nghệ sĩ. Bản thân của Vinh á, Vinh rất là háo hức với phiên bản tình Bolero. Vinh là cái người rất là yêu những cái câu chuyện tình,
đặc biệt là những nghệ sĩ tới kể cái câu chuyện theo cái cách của mình á. Và một lần nữa cho Vinh được tái hiện lại những cái ký ức rất là đẹp của không gian, những cái phố thị xưa. Và thật sự là anh bất ngờ với Thắng. Từ cái giây đầu tiên em ra em diễn mà em vô rất là chắc. Đặc biệt là cái cảm xúc, cách mà em diễn đó, nó đúng tình Bolero luôn. Từng câu, từng chữ em đều có một cái nét diễn. Thậm chí em tương tác rất là tốt với không gian. Vừa hát vừa nhảy, đó là một cái điều rất là khó. Nó rất là hao hơi của mình. Và bá Thắng đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Tiếng hát của em rất là nội lực. Bá Thắng hát cái nhạc phẩm này nó rất là tốt. Đặc biệt là trạng thái của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp mang đến cho khán giả, chứ không phải là một người thí sinh. Mở màn một cái sự lan tỏa rất là lạc quan và tươi vui. Bây giờ thì chắc là em sẽ nhờ một quán quân của mùa trước có thể chia sẻ. Rất là dễ thương, rất là vui vẻ, mang tới cho mọi người một cái không khí mở đầu rất là trọn vẹn. Em thấy là anh không phải đi thi nữa mà như anh đi trình diễn á. Tiết mục của em nó làm cho người ta có một cái niềm yêu đời. Cuộc sống họ ở trong tầng lớp nào, họ nhìn vào cái bức tranh này, họ cũng cảm nhận cuộc sống đáng yêu làm sao. Anh chỉ hơi tức chút á, anh bảo tại sao Thắng nó không thay đồ ta. Tại vì mặc cái bộ đồ này á thì thực sự là thì nó hóa thân vào cái câu chuyện này rất là tốt. Nhưng mà anh giá như nha, anh thèm lúc mà gần cuối em có thể thay đổi. Theo chị, nếu như đoạn nhạc cái chỗ mà cao trào đó, ví dụ như người trai tráng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân, ví dụ như lần một tươi sáng em hát vô liền, rồi lần hai em kéo dài giữa sáng ra, em tạo cho một cái điểm nhấn tươi sáng, ngưng một cái, ta đập vô cái bước chân nhịp trở lại liền, thì đó là một cái điểm ấn tượng cho bài hát em nữa. Nó sẽ gây cho khán giả một cái niềm hân hoan hơn nữa. Nhưng mà với anh nha, tập mở đầu như vậy thì anh có quyền hy vọng Bá Thắng rất là nhiều ở trong tập sau. Chúc mừng Bá Thắng với màn mở đầu của Tình Bolero rất rất là hấp dẫn. Chị nghĩ rằng Bá Thắng còn rất là nhiều chiêu, cho nên là hy vọng những tiết mục sau em sẽ xuất chiêu ha. Anh đã làm rất rất tốt trong tập đầu tiên. Cảm ơn những nhận xét đến từ ban giám khảo và cảm ơn phần dự thi của anh Bá Thắng. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười.
nhau. Nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay chung với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu bạn. Đêm nay hôm nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Dù xa xôi tôi vẫn là của giọt mưa cuối cùng. Người ta không biết vì sao mình lại say mê một giọng hát. Có thể bởi vì giọng hát đó đã chuyên chở một phần cuộc đời họ, đã nói giùm tiếng nói tâm hồn họ, đã chở cả những ký ức trong một phần đời của họ. Và cứ mỗi khi chơi vơi, họ lại tìm về những âm vang xưa cũ. Vừa rồi là ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay, được trình bày bởi giọng ca bà và Đinh Nghi Nhung. Đã nhiều lần tôi tìm lại nơi này, hy vọng gặp lại em một lần nữa. Nhưng tất cả chỉ còn lại là quá khứ. Em giờ ở đâu? Làm gì? Có biết tôi nhớ em như thế nào không? Trời
Em không Nhung. Nhung. Nhung, ra đi gặp em đi. Nhung ơi, Nhung ơi. Xin được chúc mừng diễn viên Đinh Y Nhung đã hoàn thành phần thi của mình. Chào chị Đinh Y Nhung, đây là tuần thứ hai Hà được ngồi nghe chị hát và cảm nhận rằng là đạo diễn nên dàn dựng cho chị những cái màn trình diễn nó có kịch tính một chút xíu hoặc là có những hội thoại ở trong đó để chị có thể phát huy cái khả năng diễn xuất của bản thân mình, vì nó là cái thế mạnh của chị. Bởi chị là một người diễn viên, giọng hát nó không phải là thế mạnh của bản thân mình thì mình nên phải tìm những cái điểm mạnh của mình để mình làm che đi những cái khuyết điểm, thì như vậy thì nó sẽ thông minh hơn. Còn nếu mà để mà chấm thật sự ra là giọng vẫn còn rất là mỏng thì mình phải tập thật nhiều để cho nó nhuần nhuyễn, trỗn ra, trỗn vào, trỗn lấy hơi. Mình phải đánh dấu vào đó cái lời bài hát và mình phải hiểu cái lời bài hát đó và mình phải hát bằng cả tấm lòng, bằng cả khát khao của mình để cho người nghe người thấy rằng là cô này không phải là người có giọng hát nội lực nhưng cô ấy là có người biết hát và có tình cảm. Nhưng mà mình phải tự tin chứ mình đừng có rụt rè, tại vì tất cả những cái sự rụt rè đó nó sẽ không làm cho mình tốt hơn. Vì sự tự tin đó thì mình ít nhiều mình đã chiến thắng 50% chính bản thân con người mình rồi. Đấy là những cái chia sẻ rất là thật lòng của Hà, và ngồi đây với cương vị là cái người góp ý để chia sẻ, để lan tỏa những cái gì mình đang có, để khích lệ mọi người có thể làm tốt hơn. Hy vọng rằng chị sẽ tốt hơn nhiều hơn nữa trong vòng sau. Em xin đứng dậy chào chị Nhung. Dạ. Có lẽ là chị chưa có quen nhiều với lại ca hát. Đứng lên sân khấu thì em cảm nhận là chị rất là rung. Nhưng mà bây giờ chị có thể chị hát cái câu đầu tiên lại được không? Em bảo đảm với chị luôn là chị sẽ khác hơn lúc nãy nhiều lắm. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hát liền mà tình cảm nhiều hơn liền đúng không? Và em cũng có tí xíu này thôi. Ví dụ như cái giọng của mình mà hơi mỏng á, mấy mốt chị để cái mic nó gần vô. Gần vô á thì cái giọng của mình sẽ lớn lên liền, thì cái người nghe người ta sẽ dễ cảm nhận hơn. Còn chị để xa quá nhiều khi cái giọng nó bị nhỏ á. Có những đoạn là hát không có nghe được thì rất tiếc ở chỗ đó thôi. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Và cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều á, vì cái tình yêu mà đến với sân khấu Tình Bolero. Hy vọng là những cái tiết mục sau chúng ta sẽ làm tốt hơn. Cảm ơn chị đã lắng nghe. Cảm ơn những dàn xe đến từ ban giám khảo và xin chúc mừng diễn viên Đinh Y Nhung. Tình yêu mà không cùng đẳng cấp khó mà thành hình. Bạn nói cũng đúng. Nhưng mà Thắng nghĩ rằng là cái điều quan trọng ở đây là sự đồng điệu về tâm hồn sẽ quyết định tất cả. Vậy thì em sẽ chúc anh may mắn với tình yêu này. Thank you.
ta xin chẳng mi khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chẳng mi khi người yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, cho ta đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi. Buồn ơi, thế nhân là thế, sao người yêu vẫn mãi say mê. Buồn ơi, yêu đương là thế, sao tình ta vẫn cứ mê. Người yêu cho ta niềm đau, buồn ơi, cho ta quên mau. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Đẹp như này lại vứt ở đây. Này, anh không lấy đúng không? Tôi lấy nhá. Cô là ai vậy? Tôi là
tôi là phụ nữ thôi. Mà phụ nữ thì rất thích hoa. Vậy nhá, cảm ơn anh vì bó hoa. Xin chúc mừng diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Tôi tin rằng người sẽ có những nhận xét đầu tiên vì anh ấy rất là hứng thú với tiết mục này, đó chính là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe em hát. Thật ra bài hát này về dàn dựng là rất đơn giản, có một mình em thôi, nhưng mà em dẫn dắt toàn bộ câu chuyện đi. Anh chỉ nói về cái chi tiết bó hoa thôi, nếu chỉ dừng lại để ở đó cũng không sao, cũng kết thúc được bài hát. Nhưng mà nghĩ ra được có người, một phụ nữ tới nhặt cái bó hoa. Ở trong cuộc sống đôi khi có một bó hoa mình bỏ đi thì lại có một người khác rất là cần nó. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa. Cái bài hát dù là nó rất là đau buồn, rất là khổ về nội tâm, thế nhưng nó lại mở ra để cho người nghe và người cảm nhận, người ta cảm thấy rằng là trông chờ một cái tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Em rất thích cái kiểu này, tức là không cần thoại nhiều, chỉ cần một cái mường tượng, một cái hình ảnh để cho người ta có thể tự hiểu, và mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ về một cái câu chuyện của bản thân mình. Em có cái cảm xúc giọng rất ấm, giọng rất truyền cảm. Và khi hát em để ý từng cái nốt nhạc để em diễn, là em tính toán để em bước đi, em xoay lại, em đưa tay. Có nghĩa là em rất là yêu cái con đường mà em đang đi. Anh rất là thích cái người như vậy, yêu cái công việc của mình đến tận cùng. Trong một bài hát cũng vậy, phải yêu nó, yêu nó từng nốt nhạc mà mình bỏ ra. Thì cái bài hát này cho anh thấy em không cần phải đầu tư dàn dựng quá khủng khiếp, nhưng mà cảm xúc nó tràn đầy cái không khí sân khấu này. Chỉ có một điều á, tại vì chị phải soi. Bởi vì soi là cái chữ này em hát nó sai cái nghĩa. Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Cái câu thứ hai là buồn ơi ta xin chào mi, khi tình yêu vỗ cánh bay đi. Thì em lại hát là người yêu vỗ cánh bay đi, cho nên người yêu vỗ cánh. Không, có lẽ là em tập trung cái cảm xúc cao độ quá, cho nên người yêu và tình yêu thì đôi khi nó cũng là một cái cảm xúc. Thì thôi thì chúng ta lưu ý chỗ đó thôi. Khi mình lên tông bài hát thì mình nên tiết chế về cái mặt cảm xúc, để mình có thể có đủ làn hơi, mình ngân đủ trọn vẹn những cái câu cao nhất, đắt nhất trong bài hát. Thì như vậy mình sẽ làm rất là tốt và rất là trọn vẹn khi mà Thắng thể hiện bài hát Buồn ơi chào mi của bố Nguyễn Anh Chín, một trong những người thầy âm nhạc mà Hà rất là kính mến. Nhạc của Nguyễn Anh Chín là một thể loại rất là nhẹ nhàng và từ tốn, y như trang con người của ông. Ông lúc sinh thời là một người rất là hiền lành, rất là từ tốn và đặc biệt là rất là tinh tế trong từng nốt nhạc. Chính vì thế nên là với Buồn ơi chào mi của Thắng thì nó hơi bị over về mặt cảm xúc. Đó là những cái câu cuối cùng đó, thì mình nên nhẹ nhàng và kẽ khàng, vì như vậy nó mới rót vào tim của người nghe được. Còn nếu mà mình ngân cho nó to và nó rõ thì nó rất là dễ, nhưng mà nó lại không động lại cảm xúc cho người nghe. Thế nhưng có thể chấp nhận được bởi vì hôm nay bạn hát live ở trên sân khấu. Và có một câu hát mà Hà muốn chia sẻ với Thắng và tất cả mọi người, đó là khi bố Chín tập cho Hà bài hát này thì cái câu cuối cùng của bài hát đó là: buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Những cái đó nó là cái mà bố Chín đã tập cho Hà, và Hà có cơ hội được học cùng với ông bài hát này. Thế nên là Hà có thể nói là nắm bắt cái bài hát này rất là kỹ. Khi mà mình thể hiện những cái bài hát tình ca như thế này thì mình nên đặt cái tình cảm của mình vào trong đó, và không cần thiết phải quá đau khổ. Cái nỗi buồn này là nỗi buồn ở trong trái tim, ở trong con người của mình, chứ không phải là cái sự gào thét ra bề ngoài. Ngày hôm nay Thắng làm cho Hà bất ngờ khi Thắng dám chọn bài hát này để thể hiện. Đó là một cái sự bản lĩnh, và Thắng làm rất là tốt về cái tiết mục này. Anh chấm cho em rất cao trong cái phần tiết mục vừa rồi. Đây là một cái tiết mục thăng hoa cùng với âm nhạc, và em đã làm được điều đó. Bá Thắng vô bài hát này, Bá Thắng nhập tâm hát rất là tốt. Em đang biểu diễn một sân khấu chuyên nghiệp, chứ không phải là em đang tham gia một cái game show. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị rất nhiều. Xin cảm ơn những nhận xét đến từ ban giám khảo, và xin chúc mừng anh Bá Thắng. Người ta hay ví von những dòng sông cũng như dòng đời. Khi thì êm đềm, khi thì bão tố. Khi thì mạnh mẽ tay chèo, lúc lại vụng lái buông xuôi. Nhưng những dòng sông không dừng lại bao giờ, và dòng đời cũng vậy, chẳng đứng lại để chờ một ai. Nhưng khi tôi hát về dòng sông, mong bạn hiểu rằng lúc đó tôi đang có những nỗi lòng.
ơi con sông Hiền Hòa, chờ đợi nước ngọt phù sa. Ơi con sông thiết tha, ấp hùm bên bờ xứ sở. Sống mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi, truyền bao đời dòng biển cả, mà sao vẫn trẻ mãi ông già. Sông ơi, chảy đi sông ơi, ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời thương nhớ, nhắn về ai ở nơi góc biển, dòng nỗi buồn sâu ta vẫn ngóng trông. Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng, nhân dùng ta ở nơi góc biển, dòng nỗi mùa sâu đang ngày đêm tràn chứa. Mang đời xa ơi, sông ơi,
Xin chúc mừng diễn viên Bá Thắng và xin được mời những nhận xét đến từ giám khảo Đông Đào. Em chưa bao giờ làm chị thất vọng. Mỗi một tập em đem đến cho quý vị khán giả một màu sắc. Thật ra ca khúc này những người khán giả họ không có kỹ thuật, nhưng mà họ xem em diễn họ vẫn cảm nhận được cái tình của em đặt để vô ca khúc này. Và nếu người nào có kỹ thuật người đó sẽ càng nể em hơn. Bởi vì một ca khúc rất khó, bởi ca từ hát, bởi giai điệu và bởi một cái quãng giọng. Và cái bản phối nhạc này cũng rất hay. Chị không biết nói gì hơn, thật sự hôm nay chị khen em. Và Bá Thắng thì đối với chị chưa bao giờ mà chị thất vọng về em cả. Và tiết mục ngày hôm nay thật sự là chị ngồi chị nghe chị bị cuốn hút bởi cái cảm xúc. Và chị đã hát theo cái giai điệu bài hát này. Dù đây không phải là sở trường của chị, nhưng mà với những người làm nghệ thuật thì ai đã có một cái tình yêu thương quê hương đất nước của mình, ai đã có những cái thời gian sống ở bên sông thì sẽ cảm nhận tình yêu con sông đó nuôi mình, gần như mình lớn lên với nó hàng ngày. Đúng đúng như cô Đào nói, thì có nghĩa là em là một trong những thí sinh ổn định nhất. Ổn định có nghĩa là luôn luôn mang đến cái sự an tâm khi mỗi lần em trình diễn, bởi cái bản lĩnh của em, bởi sự đầu tư của em, bởi cảm xúc của em. Thắng có một cái lợi thế về sân khấu nên em làm chủ sân khấu rất là tốt. Lúc đầu anh bảo không biết sao cậu này lại hy sinh đôi giày của mình, mà sau đó Thắng đã khai thác tối đa cái lợi điểm của dòng sông, của những mặt nước ở đó. Nó rất là thích hợp cho bài hát này. Nó nói về những cái gì cội nguồn mà ở trong mỗi con người chúng ta có. Và em mang đến một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Ôi có sông hiền hòa dịu dàng an ủi lòng ta. Ơi con sông thiết tha chứa chan chung tình sâu nặng. Một bức tranh, một cái khung cảnh mà sân khấu dàn dựng để một cái hình ảnh con sông quê rất đẹp. Và cái bản dàn dựng, bản phối của em cũng rất hay. Cái tiết mục dàn dựng vừa đủ, đối với chị là cảm thấy là đủ ấm lòng. Cảm ơn em, chúc mừng em. Anh chỉ đánh đo một chút xíu như vậy là có là. Còn cái bài này, thật sự mà nói có nhiều lúc cái sức của em á, anh công nhận với chị Đào mà anh cũng nghiên cứu rất là nhiều. Có những khán giả nói với anh, họ không cần phân tích về kỹ thuật gì hết. Họ chỉ biết cảm xúc anh cho tôi cái gì, vui, buồn, kéo tôi theo. Nhưng mà có một thứ cảm xúc, có nghĩa là có những lúc anh vẫn muốn em đứng, mà cái hồn của em nó vẫn nhiều, nó là trên cái tầng nghĩa từ trái tim em rút ra trên khuôn mặt. Thì cái này nó là một gợi ý thôi, em có thể áp dụng thêm vô. Nhưng mà dù sao anh rất là thích cái phiên bản này của em. Cảm ơn em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Biểu diễn tôi sẽ nói trước về thanh nhạc. Chủ âm pha thứ lên nốt cao nhất là nốt sòn sơ tới tầm đó, nhưng bạn lên rất là đẹp. Bạn lên giọng hát của bạn vang có nội lực và giọng sạch đẹp, tròn vành, rõ chữ ở tất cả các chữ, các nốt trong bài hát. Sông vô về đôi bờ thì thơm ngày tháng khôn pha. Sông hiểu mình tất cả đời sông không hề tiếc đây. Thắng ơi, em làm cho chị rất là xúc động. Vì chị đi hát chung với em suốt mười mấy năm, chị đã thường nói với ông xã là Bá Thắng hát rất hay anh ơi. Mà đứng trên màn ảnh, em đóng phim em cũng rất là đẹp trai luôn. Nhưng hôm nay, thật sự em đứng ở đây, tại sân khấu này, em giống như là cá gặp nước. Để cho em thể hiện hết cái giọng hát và cái kỹ thuật của mình, cũng như em diễn cộng thêm cái diễn xuất của em nữa. Thì hôm nay em làm chị rất là xúc động. Chị nghĩ sau chương trình này sẽ là một cái động lực giúp cho em tỏa sáng. Và tôi góp ý thêm, đó là cái hồn. Chúng ta nói ít làm nhiều hơn là nói nhiều mà làm ít. Khi lên sân khấu thì cái giọng bạn nó nói lên tất cả rồi. Thì cuối cùng cái hành động của bạn đó là cái chất giọng của bạn. Và cái vung tay vung chân có những cái, nhưng các bạn phải chững lại, lặng lại. Nhớ cái việc con là thấy như tôi đang thả hồn vào. Bạn nhanh giật quá nhiều đi giảm đi cảm xúc của người ta. Cứ giật cái đó thì ta tập trung cái giật của bạn, ta không nghe cái bạn hát nữa. Giảm mất để người ta nghe. Bạn vẫn thí dụ như bạn đọc tỉnh lại và cái giật cái micro là thì đại gia đình khắp nơi sẽ cảm được các bạn như cái đó. Hơn là bạn lúc bạn đang hát thì bạn gồng rồi. Cảm ơn bạn với tôi góp ý một tí thôi, chứ giọng hát rất sạch đẹp và bộ bài hát diễn tả rất tuyệt vời. Chúc mừng. Xin cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng diễn viên Bá Thắng. Nếu đất là nguồn sống của cây, mây là đại diện của trời, nếu nước là cuộc đời của cá và nắng là nguồn chui của hoa, vậy thì nguồn sống của một người con gái trẻ là gì nữa đây, nếu không phải là tình yêu?
Chính từ tình yêu, người ấy sẽ trưởng thành êm ấm. Và từ đó cô ấy sẽ lại mang tình yêu trở thành nguồn vui cho tất cả những người xung quanh mình. Ôi tình yêu tuyệt vời. Loài ngóng đã mang tên em, đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến. Loài hoa trắng mang môi em, đã hơn mấy lần ù dị hương đêm. Loài rêu biếc mang mặt em, đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em, về trên gốc ngà rừng sâu không tên. Đêm lắng sầu sương xuống đồng, hàng cây khô bao kiếp cúi đầu. Đôi mắt buồn nghe dối hờn, hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ có cây, vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai bên ai, hãy cho nhau một đời, dù đời chỉ yêu dần dối, dù đời cay đắng như vôi. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được hết vui. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, cho nay vẫn cứ đi đi hoài. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Còn gặp nhiều chông gai, cho đời vẫn cứ đi đi hoài. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, cho đời vẫn cứ đi đi hoài. Thưa quý vị, như chúng ta đã thấy, tình bolero đề cao nhất là cái tình giữa các anh chị em nghệ sĩ với nhau. Vì vậy là chúng ta thấy cả ba thí sinh còn lại cũng xuất hiện trong cái màn cuối để thể hiện hết. Xin được mời những nhận xét đến từ ca sĩ Ngân Quỳnh. Chào em, chị nhìn em là chị thấy em có một cái năng lượng, phải gọi là năng lượng tích cực. Dù chúng ta đang ở nơi đâu, hoàn cảnh nào, luôn luôn cái năng lượng tích cực chúng ta phải mang đến. Thì hai cái bài nhạc vừa rồi cũng giống như là cái phong cách của em. Em đã rất là vui trong bài hát này. Chúc mừng em đã hoàn thành bài hát này. Thực sự tôi rất mê tiết mục này. Tôi nhớ lại cái thập niên lên ngôi của những phong trào nhạc pop rock, nhạc rock. Chính tôi hồi xưa vào trường đại học sân khấu điện ảnh thì tôi cũng đã từng nhuộm cái tóc xù lên cho nó thành cái màu đen đó. Mình rất là thích khi nhìn thấy em mặc đồ hippie và hát những ca khúc này. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau,
tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Nhớ lại cái ngày xưa và em diễn rất là dễ thương, và cái mashup của các bài hát này tôi chấp nhận, tại vì mình đong đầy cảm xúc qua từng bài, mình thích lắm cái mashup này. Ok, ba bài rất là tuyệt vời, nghe rất ngọt ngào, em rất là dễ thương, và các bạn diễn của em nó lên đẹp mà tình cảm dễ thương, đúng là tình của Bolero, tình của những nghệ sĩ. Chúc mừng em nhé. Một tiết mục quá vui, tạo cho người ta cảm thấy tinh thần là phấn chấn. Một cái hình ảnh, trời ơi, bây giờ là không còn cái gì để nói nữa hết trơn á, chỉ có khen thôi. Nhưng nói chơi chứ có vài chỗ chỉ chiêu, tức là mình hát nhạc mà mình vừa nhảy đó, nó rất là mệt, cho nên có những đoạn em không cần ngân, em hát gọn thôi. Bản thân ơi cố gắng yêu thương người, đúng không? Bản thân ơi cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Đơn giản vậy chứ đừng có bản thân ơi cố gắng yêu thương đời, dù người không yêu ta, nó sẽ làm cho mình mệt hơn. Bản thân ơi cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai quen ai hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua ta. Đúng không? Mình hát gọn lại thì sẽ có những cái sự thay đổi, nó sẽ có những cái sự hấp dẫn hơn trong cái bài hát. Tại vì mình mashup ba bài, nó tiết tấu nó giống nhau, cho nên mình lúc mình trẻ cái bài khác hát, mình thay đổi một cái trạng thái phát âm gọn lại nữa. Và chị muốn nếu mà chỗ anh đánh guitar lúc anh đứng trên bục cao đó, em lại đó thôi, bước lên luôn, hai người đấu dai vô, trời ơi lắc, trời ơi, rốc, rất là rốc luôn. Cái đó bốc hơn nữa đó. Thật sự chị coi mấy tiết mục này chị rất là thích. Thích ở cái máu của tụi em rất là nồng nhiệt và rất là nhiều cái sức trẻ. Cho nên là chúc mừng em tiết mục này. Chắc là anh Vũ Thành Vinh rất là thích. Thì hôm nay anh thấy chị Phi Ngọc Ánh đã phát triển như thế nào? Anh rất là vui á. Thực sự là mà nói, mỗi một chương trình mở ra thì sau chương trình đó chúng ta phải giữ lại được những cái gì. Ngoài cái tiết mục mà chúng ta tặng cho khán giả thì anh thấy các bạn gắn bó với nhau, anh rất hạnh phúc và rất vui. Thật ra mà nói cuộc sống quá nhiều vất vả rồi. Chúng ta đã trải qua những cái thăng trầm của cuộc sống, chúng ta phải quý những cái khoảnh khắc mà chúng ta có trong cuộc đời hay là trên sân khấu. Chúng ta quý trọng từng phút giây mà mình có, khó mấy cũng thành. Có nhiều người hỏi anh Vinh là thành gì? Không thành công thì cũng thành nhân. Muốn thành cái gì là do chúng ta mà nên thôi. Anh thấy các em làm hết sức như vậy, anh rất là vui. Mà ngày hôm nay cái tên của em là Phi Ngọc Ánh, nên anh xung Phi thẳng xuống nước luôn. Mà không chỉ Phi là các bạn, tất cả mọi người, khi mà tạo ra một cái sân chơi, một cái không khí như vậy, anh rất là muốn các bạn gắn kết. Và các bạn làm được một cái điều nữa là mang âm nhạc, mang đến cho cuộc sống. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trời nay vẫn cứ đi đi hoài. Anh nói thật, âm nhạc có một cái sức rất là mạnh mẽ. Nó gắn kết chúng ta, nó mang cho chúng ta những cái điều rất là hay trong cuộc sống. Đặc biệt là anh thích là nó nâng tâm hồn của chúng ta. Anh nhắc lại một lần nữa, và điều đó ngày hôm nay anh cảm nhận được. Giờ phút này đứng ở đây, anh rất là trân quý những gì mà Phi Ngọc Ánh mang đến. Mỗi một vòng em đều cố gắng rất là nhiều. Mặc dù đây không phải là sở trường của em, nhưng mà vì tiết mục, vì chủ đề mà em đã mang đến, cảm ơn anh rất là nhiều. Em có muốn nói gì không? Dạ có. Đến thời điểm này, đây là cái tiết mục mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Và cái niềm hạnh phúc của em, niềm may mắn của em, đó là em được ở trong team của đạo diễn Vũ Trần. Em được đi học thầy của em. Hai người rất có tâm, giúp đỡ và suy nghĩ, tư vấn cho em từng cái nhỏ nhất, từ đầu tóc, quần áo, trang phục, rồi làm bài rất là kỹ. Và cái bài này cũng giống như là một cái thông điệp mà cái team của em muốn gửi đến cho tất cả quý vị giám khảo, anh chị em ekip và khán giả theo dõi Tình Bolero 2022, rằng cuộc đời này nó ngắn lắm. Mình vui được khi nào thì mình cứ vui, và mình cứ đến với nhau bằng tất cả những cái gần gũi và chân thật nhất. Tình Bolero, tình trong từng câu hát, thì tụi em là tình trong từng giây phút. Những giây phút của tụi em bên nhau là tình cảm, là gắn bó, là anh em, là hết mình. Em xin cảm ơn. Yeah, cuộc đời này rất ngắn, mình phải vui trong từng giây phút. Xin cảm ơn và xin chúc mừng Phi Ngọc Ánh. Một trong những thí sinh lắm tài và lắm chiêu nhất của Tình Bolero 2022, MC Tuấn Anh. Tuần này trong chủ đề tỏa sáng, anh đã chọn bộ môn võ nhạc để thể hiện tài năng của mình. Trên nền nhạc Hào Khí Việt Nam của tác giả Holly Thắng, xin chào mừng MC Tuấn Anh.
đất Việt Nam, người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam, người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Sử sách mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng chăm con xây cơ đồ. Thời gian qua thiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Rừng thiêng sắt son thề ước, hành thăng long mãi còn bay xa, thời gian qua thắm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn thiên đó, khiếp viết chung tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng. Sông lớn Bạch Đằng Giang ơi, vui thay bao quân xâm lấn. Dựng xây gấm son san hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời vút cao hùng thiêng. Đinh Lê Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đây kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam. Nam đế cư tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lái xâm phạm, như đằng hành khan thủ bại hư. Chưa có vòng thi nào mà tình bolero ngập tràn những màu sắc như thế này. Xin mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Chào Tuấn Anh. Dạ. Anh cứ tưởng đang xem đêm chung kết chứ. Thực sự là quy mô và dàn dựng nó có dấu ấn gần tới đêm chung kết rồi. Nếu chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu nữa thôi, anh nghĩ sẽ đạt đến cái mức độ wow của đêm chung kết. Đây là tiết mục tỏa sáng không à? Và em có quyền đầu tư ở cái mức độ để làm sao cho tỏa sáng nhiều nhất. Cái khí chất, cái cách mà em
mặc bộ đồ hay là cái cách mà em diễn. Anh thật sự là rất là thích cái sự đầu tư của em vào tiết mục này. Thực ra hôm nay cái bức tranh, cái màu sắc em làm vừa đủ để người ta cảm nhận cái sự đầu tư cũng như cái sự cố gắng của em. Anh để ý trong cái đoạn nhạc nhỏ nhỏ thôi em vẫn tìm cách để em diễn. Đó là cái thông minh của người nghệ sĩ. Mặc dù ở dưới đây rất là đông người nhưng em vẫn phải là sáng nhất, nên em đã tìm ra được cái chìa khóa của cái vòng này. Ngọc xin hãy nhìn cái cách hát của ca sĩ. Em phát âm ra rất là đẹp, giọng dày đẹp lắm. Mảnh thăng long mãi còn bay xa, thời gian qua thấm oai hù. Tại vì xem các bạn vừa hát vừa diễn thì tôi hay nói giữa người ca sĩ chuyên nghiệp và diễn viên nó có khác nhau cái gì? Đó là cái khẩu hình. Các bạn diễn viên có thể lo diễn không mà các bạn hát rồi thì quên. Nhưng mà cái người ca sĩ là để là cái khẩu hình, em là cái khẩu hình là đẹp nhất. Và hát coi như là chắc giọng cùng với dàn múa nữa, rồi với những vũ đạo nữa. Nó tạo nên một cái bức tranh rất là đẹp về hào khí của dân tộc Việt Nam. Em rất là tuyệt vời. Tại vì chúng ta làm nghệ thuật, anh có hay nói nó phải hấp dẫn nhưng mà có tính giải trí nữa. Thật sự nếu mà coi với một phiên bản nghệ sĩ thì chúng ta hát không bằng các ca sĩ. Thì chúng ta phải có kết hợp cả hai yếu tố. Đó là sân khấu và phần biểu diễn cộng với sức hội tụ của nhiều cái thành phần khác để làm cho tiết mục chúng ta nâng lên một cái tầm cao mới. Thì rõ ràng là các bạn đã làm tốt điều này. Nếu có một cái gì nhỏ xíu thôi á, thì ở cái phiên bản này á, giá như Tuấn Anh hát chắc lại một chút với cái bài khí chất như vậy á, nó không cần ngân Tuấn Anh. Ý anh nói thiếu một chút của đêm chung kết là như vậy. Và chị nghĩ nếu bài hát này em làm nhạc nó nhanh lên một tí và em tăng chừng nửa tông nữa. Tại vì chị nhắc nhiều rồi, các bạn cứ lo sợ cái giọng mình nó không tới. Các bạn hát cái người nghe cảm nhận rằng là nó còn cái gì đó thiếu thiếu. Nó chưa có đẩy hết cái nội lực của mình, chưa có đẩy hết cái khả năng của mình mà cái giọng mình vốn dĩ nó còn đi lên được nữa. Hôm nay cái sự trình diễn trong cái màn này của Tuấn Anh á, cô không có chê cái phần nào hết. Chỉ có một cái điều thôi, cái giọng trầm ấm có vẻ tình cảm nhiều quá. Em phải hào hùng lên, phải hào khí lên, tại cái bài này nó vậy mà. Nếu mà có trình diễn lần nữa ở đâu đó, phải hào hùng lên một chút xíu nữa. Thôi thì cũng là một cái tiết mục rất là hoàn hảo của đêm nay và chị cảm thấy rất là vui bởi vì hôm nay thưởng thức tiết mục. Mà tại vì thông thường ấy, giám khảo thấy thí sinh như vậy rồi lại muốn hơn, tại vì biết chắc các bạn sẽ làm được hơn điều đó nữa. Thì cuộc thi nó sẽ tạo cho các bạn những cái dấu ấn và những cái trải nghiệm cũng như chắt lọc được nhiều cái kinh nghiệm của những người đi trước tạo cho các bạn. Thì đó là hành trang đúng không? Để tập sau nữa nếu có thì chúng ta sẽ khắc phục và chúng ta sẽ làm được tốt hơn nữa. Chúc mừng em. Đây là gần lắm của đêm chung kết thì anh vẫn thấy em đã làm tốt nhất của vòng này rồi. Chúc mừng em. Chúc em thành công lớn nha. Xin cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng MC Tuấn Anh. Anh phải về thôi, xa em thôi. Xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi. Cuộc chia ly nào cũng buồn hết, nhất là với những người đã lỡ bền chặt một mối duyên. Nhưng xa cách là để tương phùng, chia ly là để hạnh ngộ và để chúng ta biết rằng mình sẽ trân trọng nhau nhiều hơn. Thôi khuya nay anh đi rồi,
tay không rời, mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai, đã có em chờ ai, chung xây đẹp ý đời. Tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng để mà vui. Khuyên nay anh đi rồi, đem chỉ trai xây đời, đem mến thương cho người người đời chờ anh ơi. Nè, tôi có chuẩn bị trái cây cho mấy người nè, có nước suối nữa nè, khác thì uống nha. Nè, rồi có mấy cái bánh ú thích ăn là tôi bỏ trong này hết rồi đó, có đói bụng thì ăn nghe chưa. Anh hứa với tôi á, anh đi 2 năm rồi anh về. Phút gần cuối này thôi, khuyên nay anh đi rồi. Tay nắm tay không rời, mặt ngắm xa chân người mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai, đã có em chờ ai, chung xây đẹp ý đời. Tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng để mà vui. Khuyên nay anh đi rồi, đem chỉ trai xây đời, đem mến thương cho người đời chờ anh ơi. Đem chỉ trai xây đời, đem mến thương cho người người đời chờ anh ơi. Xin chúc mừng diễn viên Trọng Nhân. Ngay bây giờ sẽ là nhận xét đến từ anh Minh Luân. Xin chào đứa em của anh. Chào Trọng Nhân. Anh em chúng ta đã có nhiều dịp đóng phim chung với nhau rồi. Thậm chí là những cái tiệc ấp đoàn phim chúng ta cũng đã từng hát chung với nhau rồi. Nhưng mà hôm nay thì Minh Luân rất là ngạc nhiên vì giọng hát của em hôm nay nó hay quá. Trọng Nhân có một cái giọng hát rất là ấm, dày và rất là đàn ông. Đó là cái ưu điểm của em khi đến với tình Bolero so với tất cả các bạn khác. Và có một cái cách hát cũng rất là tình cảm. Thực ra thì qua cái tập này thì em tốt hơn tập trước nhiều lắm. Có biết tiết chế cái cảm xúc của mình. Nhưng mà tiếc con gái là mình bị xả vai sớm nha. Mà cái này là anh Vinh hay trừ điểm lắm. Cái đoạn mà như lúc chào chấm đi, đứng đây thì mình chào thôi đó, mình chào nhưng mà nhạc của chương trình chưa lên lại nó bước xuống rồi. Là cái đó mình rút kinh nghiệm. Anh Vinh anh khó tính cái chịu đó lắm. Hy vọng là lần sau sẽ không lỗi gì hết mà em sẽ tỏa sáng. Cảm ơn em rất nhiều. Với điện ảnh thì anh biết khi mà quay cái nó đạo diễn nói cách thì em có thể xả vai. Nhưng về tổng thể trên sân khấu á, thì người ta tới trực tiếp xem mình, người ta muốn xem cái người đó trước và sau đó rất quan trọng. Khi mà em hát xong người ta vẫn còn cái tình cảm với cái nhân vật đó và rất là muốn người đó sẽ diễn thêm cho người ta thêm. Nên mình bỏ vai sớm thì người ta sẽ cảm thấy bị hững. Có một chút xíu anh chia sẻ để em có thể tốt hơn trong cái phần bước vào đời làm ca sĩ của mình giống như Minh Luân. Đó là khi mình hát thì mình biết cách lấy hơi và mình biết cách chia đều cái bố cục của cái hơi đó để cho nó câu đầu và câu chữ cuối nó vẫn còn đều đủ hơi. Em sử dụng hết vào những cái chữ đầu tiên nên là những cái câu cuối của em nó bị đều thiếu hơi đi. Và khi em thiếu hơi đi thì em phải thử hát ra. Thử hát ra thì thay vì em đưa cái micro từ từ xuống, em lại đưa một cách rất là nhanh thế này. Và khi em đưa lên nó không có kịp
thì em lại vào là gió lạnh lạnh về thế, khuya nay anh đi rồi, thì nó sẽ không có đầy đủ được cái cột hơi khi mà mình chia cái bố cục của cái hơi đó cho nó đều một câu hát. Đó là cái anh chia sẻ với em để lần sau em làm cho nó tốt hơn. Cái tiết mục này của em nó khá trọn vẹn đó. Cái giọng hát của em á, nó ấm và em nên khai thác ở cái chỗ mình đặt để chạm trái tim người ta. Chỉ ví dụ thực tế cái câu gió lạnh lạnh buồn ơi, thấy chưa? Thì chữ gió có thể em đẩy gió nó bay thật xa gió, nhưng chữ lạnh em cảm giác là lạnh lắm. Lạnh lạnh, thấy chưa? Khuya nay anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời, ôi nói không nên lời để cả niềm yêu mến em. Thì chị muốn nói là những cái ý tứ ở trong cái ca từ mình nên có những cái cao trào nó trầm bổng. Ca hát bao giờ cũng vậy, cho nên nó phải có độ trầm, có độ bổng của nó. Trầm không phải nó trầm đâu, mà là cái cảm xúc trầm lắng và cái cảm xúc bay bổng, nó sẽ đem cho bài hát mình nó phong phú hơn. Cảm ơn em. Thực sự ra thì anh vẫn khuyến khích như vậy này. Cái phần hát á, đừng có dựng mà cái chi tiết nó quá mức. Tại vì thực sự mà nói, cái phần chi trí của em ở cái phần mà đưa mức lên xuống là em phải tập trung diễn. Và tại vì có bạn mình ở trước mặt thì mình không thể là không tương tác. Tại vì mình cũng phải nhìn chứ. Cái nhịp của cái nhạc rồi cái nhịp nhìn á, đôi khi nó làm cho mình bị lơi. Vậy thì anh nói khéo léo như vậy là âm nhạc là nó tả cái câu chuyện ở phía trong cái lời bài hát. Nên là đừng có diễn từng cái câu một. Chỉ cần diễn cái đoạn đầu là người ta hiểu hai người này yêu nhau, bây giờ phải xa nhau, đúng không? Thì có thể là diễn cái kiểu nương nương cái câu chuyện thôi, chứ đừng có diễn từng lời như vậy thì nó rất là khó cho cái người hát. Tổng thể thì em có sự thay đổi tiến bộ này, có sự tiết chế trong hát này. Anh rất là mong chờ, tại vì thứ nhất là em có một cái nét riêng trong giọng hát mà anh nhắm mắt vào anh có thể nhận biết được, cái điều rất là quan trọng. Thứ hai là em có sự nam tính trong giọng hát đó. Và bây giờ em chỉ cần tiết chế những cái điều mà học hỏi nhỏ nhỏ, nên em có niềm tin hy vọng mà đi tiếp. Em luôn luôn được đánh giá là một người rất là tốt trong tỉnh Bolero lần này. Chúc mừng. Cảm ơn những nhận xét quý giá đến từ ban giám khảo, và đó chính là Trọng Nhân. Cố ca sĩ nhạc sĩ Duy Quang đã viết ca khúc Kiếp Đam Mê với những câu từ cào xé tâm can đến tuyệt vọng. Nhưng tình yêu, chính vì dở dang mà nhớ mãi, chính vì tuyệt vọng mà đẹp đến khó phai. Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao nỗi khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, nên vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. May ra còn được thấy đời vui, khi cơn mưa mùa đông đang tới. Xin giá từ ngày tháng sông trời, đôi tay này vẫn chưa mong, con tim này dù lắm long đong. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách oán. Cho tôi chọn một kiếp đam mê, ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi em ru nỗi đau bên người,
khi mà đêm phủ lỡ đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao nỗi khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong nên vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ xa dối, cho tôi hỏi người có yêu tôi. May ra còn được thấy tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ san dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Xin chúc mừng diễn viên Kỳ Nam đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý ban giám khảo, em có biết được câu chuyện ở bên trong hậu trường đó là để thể hiện sự nghiêm túc với tình Bolero 2022 thì Kỳ Nam đã tầm sư học đạo đến một vị thầy ở Nhạc viện Hồ Chí Minh, đó là thầy Trung Nhật của khoa nhạc nhẹ. Và trong suốt thời gian mà theo đuổi tình Bolero thì anh luyện tập gần như là hàng ngày. Những cái vòng trước là chị đã có chia sẻ rằng là em có giọng rất là tốt, và hình ảnh sân khấu rất là đẹp. Chỉ mỗi một cái là đầu tư cho cái ca khúc của mình, đầu tư cho cái cách biểu diễn của mình nữa thôi. Thì hôm nay là em lột xác thật sự. Đây là một cái chất, tức là không phải là lạ trên sân khấu, nhưng mà là lạ đối với em. Tình yêu cũng nhiều cung bậc lắm, và đây không phải là một trường hợp ngoại lệ. Chính vì vậy nó làm cho tiết mục của em nó rất là sâu sắc và rất là gần gũi với giới trẻ hiện nay. Không chê vào đâu được. Một cái tư duy rất là văn minh thể hiện qua cái phần âm nhạc của em, thì đều thấy cái sự trau chuốt, cái sự đầu tư trong phần nhạc. Bởi vì một cái bài hát muốn thành công, ngoài cái giọng hát của mình, cái phong cách biểu diễn mình, mà cái phần nhạc nó hỗ trợ mình nhiều lắm. Và em đã chú ý cái điều đó, và chị đánh giá rất cao những thí sinh đầu tư vào cái phần âm nhạc. Tại vì em muốn chơi với nó, em phải bản lĩnh và có nắm kiến thức em mới chơi được. Em feel và em dằn xé với những cái câu hát, mặc dù là chưa vô lòng câu, em đã làm chủ được cái từng nốt của em là rất là giỏi. Bản thân tập trước của em là động tác tay dư thừa rất nhiều. Đến phần này là em diễn đâu ra đó, gọn gàng, sạch sẽ. Và có một cái cá tính nổi trội khác biệt.
Đặc biệt là như chị lại nói, anh rất là thích cái tư duy về âm nhạc của em. Em làm rất là sang, nên là anh rất là kỳ vọng vào Kỳ Nam. Trên sân khấu, Ly thấy một bạn diễn viên rất là đẹp trai, lịch lãm, hát hay. Khi mà xem cái phần trình diễn của Nam thì Ly thấy bạn giống như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bạn hát mà bạn cực kỳ tự tin. Từng câu chữ và từng cái diễn xuất của Nam thể hiện qua cái ánh mắt, có thể truyền tải được những cái cảm xúc truyền đến với khán giả. Và Ly rất là thích tiết mục này. Cảm thấy một cái chất nó rất là hơi ngông ngông và bất cần. Một cái tiết mục mà Ly cảm thấy thích nhất từ nãy giờ. Có một cái điều này thì như một lời khuyên. Anh hỏi là em có đang đi học nhảy không? Dạ không ạ. Hãy đi học nhảy. Thì cái dáng của em nó sang, nó đẹp. Khi mai mốt em không phải đi thi đâu, em hát ở phòng trà nè, em hát còn rất là nhiều sân khấu khác, thì cái việc mà em feel với nó, với cái chất nhạc của em á, thì anh nghĩ em sẽ có nhiều vũ khí hơn. Phong thái biểu diễn đẹp hay. Và một người diễn viên mà dám lên sân khấu mà feel siêu giỏi, chứ không phải giỡn đâu nha. Chuyên nghiệp lắm đấy. Tại vì cái feel đó không phải ai cũng làm được. Phải một cái tư duy, một cái cảm âm nhạc của em rất là tinh tế em mới làm được. Chỉ tiếc một chút xíu là cái bài này khi mà nhạc nổi lên là chị tưởng tượng em như là một bá tước Dracula. Mà em đeo một cái mặt nạ, xong rồi em làm như là một cái bá tước ở trong một cái lâu đài cô đơn á. Em bất cần tình yêu đó, và nhưng em vẫn muốn tình yêu đó nữa, thì bảo đảm là nó tuyệt vời luôn. Nếu là chị. Nhưng mà ngang đây thì cũng đã đủ đốn tim bao nhiêu người. Chị hú từ đầu đến đuôi nha, em có nghe không? Cảm ơn em, hay lắm. Với anh cũng là một tiết mục anh sẽ cho điểm rất cao. Chúc mừng em. Đây là một tiết mục, một lần nữa chị lại không rời mắt khỏi sân khấu. Ngoài giọng hát đẹp ra, còn biểu hiện trong cái cá tính đẹp, và sân khấu thì quá đẹp. Thôi thì bài hát này đối với chị có lẽ là tuyệt đối điểm 10. Chúc mừng em. Xin cảm ơn những nhận xét đến từ ban giám khảo, và xin được chúc mừng diễn viên Kỳ Nam.